Bà Trương Mỹ Lan đề nghị dùng 13 tài sản ngoài vụ án để khắc phục hậu quả. Trả lời luật sư, bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa xem xét kỹ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB, cam kết dùng toàn bộ tài sản của gia đình khắc phục hậu quả. Ngày 12 tháng 3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm về các sai phạm tại Vạn Thịnh Phát và SCB tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư. Trả lời luật sư Phan Trung Hoài, một trong năm người bào chữa, bà Trương Mỹ Lan bày tỏ lời cảm ơn đến các cơ sở giám giữ, tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện giúp bà chăm sóc sức khỏe tốt trong quá trình điều tra cho đến khi ra tòa. Bà Lan dành nhiều thời gian trình bày về lý lịch, nguồn gốc hình thành khối tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo cho biết, quê ở Chiều Châu, Trung Quốc, nhưng sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây mẹ bà làm tiểu thương ở chợ Bến Thành, sau này bà cũng buôn bán như vậy. Suốt 14 năm làm tiểu thương, bà và gia đình tích lũy được khối tài sản vững chắc. Năm 1992, khi nhà nước cho phép mở công ty trách nhiệm hữu hạn, bà đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Về sau, bà mở thêm nhiều công ty và hình thành tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Liên quan đến vụ án, luật sư Phan Trung Hoài hỏi Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cáo trạng, lời khai của các bị cáo khác và trình bày của chị trước đó tại tòa, chị suy nghĩ thế nào về tầm quan trọng của mình trong vụ án? Bà Lan không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà nói Tôi tôn trọng cáo trạng, kết luận của cơ quan điều tra và lời khai của các bị cáo, sau đó chuyển qua kể về cơ duyên với SCB là một lãnh đạo ngân hàng nhà nước mời tham gia ban cố vấn hợp nhất. Theo bà Lan, trước khi hợp nhất ba nhà băng vào ngày 1 tháng 1 năm 2012. Bà được một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước động viên nên đã đưa nhiều tài sản để tái cơ cấu SCB. Trong đó, bà đã mượn tòa nhà khách sạn 5 sao Winso, sở hữu của công ty cổ phần đầu tư An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm tài sản đảm bảo vai 15.000 tỷ đồng của ngân hàng nhà nước để đảm bảo tính thanh khoản khi hợp nhất. Lúc đó, tôi tin rằng với trí tuệ, khả năng và các mối quan hệ bạn bè của mình có thể giúp được SCB. Bà Lan nói, trả lời luật sư về việc có tiên lượng gì về mặt hậu quả pháp lý khi dùng tài sản thế chấp vay tiền để tái cơ cấu. Bà Lan đáp, với tư duy của tôi, tôi cho ngân hàng mượn nếu ngân hàng không vượt dậy được thì tôi sẽ mất hết. Nhưng tôi có một niềm tin giác quan là làm được, tôi mới làm. Về nhóm 5 cổ đông sở hữu 35 cổ phần của SCB, bị cáo cho biết đây là cổ phần của những người bạn, đối tác nước ngoài, chứ không phải bà nhờ đứng tên bà lan thừa nhận vai trò ảnh hưởng lớn ở scb vì mọi người ở scb chỉ biết cái mặt của tôi thôi chỉ có tôi là người đưa tài sản vào scb nhưng sau đó bị cáo lại cho rằng không có ảnh hưởng tới hội đồng quản trị của scb không biết việc phân công bổ nhiệm các chức danh mà chỉ biết sống chết với scb được hỏi về các khoản vay không đúng quy định pháp luật, với tư cách là cổ đông lớn khi để xảy ra hậu quả, bà Lan nói sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại của vụ án và sẽ dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả. Tiếp đó, bà Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ lại về số tiền thiệt hại, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt cũng như các tội danh đang bị cáo buộc. Bị cáo cho biết, trong quá trình điều tra đã có rất nhiều đơn đề nghị, văn bản xin cam kết tự nguyện khắc phục thiệt hại và giữ nguyên cam kết đó tại tòa. Bà Lan nói đồng ý chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Làng và Công ty Cepela khắc phục, đến tài khoản của SCB để giải quyết hậu quả vụ án. Hôm nay trước mặt hội đồng xét xử, tôi xin hứa cổ phần của tôi, con tôi, bạn bè tôi đều sẵn sàng chuyển cho ngân hàng nhà nước để tiện cho việc điều hành SCB. Bị cáo trình bày thêm. Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng khai có 13 dự án nằm ngoài danh mục các tài sản bị kê biên trong vụ án và đồng ý dùng các tài sản này để khắc phục. Tuy nhiên, các dự án này có cả các nhà đầu tư nước ngoài nên đề nghị tòa tạo điều kiện cho bị cáo đàm phán. Năm ngoái, có nhà đầu tư nước ngoài đưa 30 tỷ USD để mua dự án và tôi cũng sẵn sàng. Tôi đã ủy quyền cho con gái giải quyết. Nhưng con gái tôi nói, mẹ ơi, người ta nói mẹ đang bị tội như vậy, họ sợ, không mua nữa. Bà Lan cho biết thêm. Thêm rằng con gái bà cũng đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ USD để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử sau đó nhắc lại quan điểm không chỉ với bị cáo Lan mà đối với tất cả các bị cáo khác. Tòa luôn tạo điều kiện tối đa để khắc phục hậu quả, song cần phải có danh sách cụ thể. Trước đó, luật sư Phan Trung Hoài hỏi nhiều bị cáo như Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó giám đốc SCB, Trương Khánh Hoàng, cựu tổng giám đốc SCB và một số bị cáo để làm rõ vai trò tác động của bà Lan. Tất cả các bị cáo đều khẳng định thực hiện các hành vi sai phạm theo chỉ đạo của bà Lan. Bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB như công cụ tài chính, huy động tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh và mục đích cá nhân, bị cáo đã trực tiếp và chỉ đạo điều hành cán bộ nhân viên chủ chốt tại SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát móc nối chặt chẽ với nhau thực hiện nhiều hành vi sai phạm rút tiền của ngân hàng. Trong 10 năm từ năm 2012 đến 2022 SCB đã giải ngân cho nhóm Bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm Bà Lan còn gần 1.300 khoản vay dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi. Nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi, hành vi của Bà Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng. Bị xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, Bà Lan bị xét xử về 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Trong 85 bị cáo, còn lại có 45 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị Viện Quyền sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội, tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Van La và Công ty Sapella, bị xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản